Xin chào mọi người. Hôm nay để mình giới thiệu mọi người cái mẫu máy cắt cỏ của hãng Mitsubishi, một thương hiệu khá là nổi tiếng về cái sản phẩm máy cắt cỏ các bạn nhé. Mình giới thiệu với các bạn mẫu hôm nay là mẫu TL26. Mitsubishi TL26. Đây là một cái sản phẩm, một cái mã sản phẩm rất là nổi tiếng rồi. Nếu như mà chúng ta mà quan tâm đến các cái dòng máy cắt cỏ thì là không ai có thể là không biết đến cái thương hiệu Mitsubishi này. Đặc biệt là các cái dòng máy cắt cỏ TL26 và TL33. Nhiều người vẫn sử dụng các cái dòng máy nhỏ như là TL20 hoặc TL23. Tùy theo nhu cầu sử dụng thì là sự lựa chọn của mỗi người một khác. Nhưng mà cái mẫu TL326 này thì là được nhiều người sử dụng nhất. Đấy, nó thích hợp với lại nhiều công việc, ví dụ như là làm đồi, làm rừng hay là đi làm vườn, làm ruộng, hay là chúng ta có thể là cắt tỉa những cái khuôn viên cây cảnh thì là nó đều rất là thích hợp. Những cái mình để ý là những cái công ty cây xanh ấy, môi trường đô thị ấy, thì người ta rất hay sử dụng cái mẫu này các bạn nhé, bởi vì nó rất là bền, nó nhẹ. Những người phụ nữ người ta lao động cắt tỉa những cái cây hàng rào, bờ rào, rồi là những cây khuôn viên ở đường ấy, ở công viên ấy, thì là người ta sử dụng những cái máy như này, nó rất là nhẹ các bạn ạ, khá là nhẹ luôn và nó rất là bền và tiết kiệm xăng, tiếng ồn nó cũng thấp. Con này thì là nó có dung tích xi nhan là 26 cc và nòng của nó là 34 ly. Nay thì là mình giới thiệu, mình lấy 3 con để giới thiệu đại diện cho cái mẫu này các bạn nhé. Khá là đẹp các bạn ạ, đều là tum rời hết. Đây, các bạn có thể sử dụng thấy cái tum này, tum Nhật này là nó rất là bền. Nó rất là bền, nó nếu như mà chúng ta hoạt động lâu ngày, lâu thời gian lâu nó nóng lên thì là cái tum bằng nhôm này nó tản nhiệt tốt và nó không bị hỏng, nó đỡ bị hỏng hơn. Nay là mình vội cho thằng em nó lắp vội 3 con này để lên video thôi, cho nên là mình chưa lắp hoàn thiện nhé con nhé. Đây, đấy, dây ga, dây điện này vẫn còn lằng nhằng cái này, chưa được gọn gàng. Đấy, đây này, chưa được gọn gàng các bạn nhé, chưa luồn, bình thường nó luồn vào trong cái, nó có ống ở đây để chúng ta luồn vào, nó rất là gọn, nằm gọn ở đây. Đấy, thậm chí là nếu như có ruột gà thì chúng ta sẽ luồn vào cái ruột gà như này, nó rất là gọn. Đấy. Con này thì là tay 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 gọn các bạn nhé, tay cầm gọn. Đấy, các bạn có thể thấy được là cái tay cầm gọn nó, còn cái loại này là loại di động hai tay, còn cái con này là loại một tay, thì là chúng ta sử dụng ga ở đây, lên ga ở đây và công tắc ở đây các bạn nhé. Khi làm thì chúng ta một tay của chúng ta cầm cầm ở đây và chúng ta sử dụng ga như này. Đấy, nó cũng rất là tiện, còn một tay còn lại thì chúng ta dùng cầm cái này để lái. Thì cái máy này thì nó thích hợp là chúng ta luồn lách vào trong các cái gốc cây, bụi cây ấy. Nếu như mà chúng ta trồng các loại cây ăn quả thì tán nó thấp chẳng hạn, thì là chúng ta luồn vào vào trong cái gốc để cắt cái cỏ trong gốc thì nó rất là tiện các bạn ạ. Nếu như chúng ta sử dụng cái loại ghi đông hai tay này thì là cái độ luồn vào trong các cái gốc cây rậm thì nó hơi khó. Mỗi máy thì nó có cái ưu điểm và nhược điểm riêng, cho nên là các bạn sử dụng máy nào sử nhu cầu, tùy theo nhu cầu của chúng ta thì chúng ta mua máy cho thích hợp. Còn tuy nhiên là chúng ta chuyển đổi giữa tay 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 ghi đông hai tay vào sang một tay kia thì nó cũng rất đơn giản đấy nhé các bạn nhé. Cái đấy nó rất đơn giản, nó không có gì quá phức tạp. Đây là cái con này, thằng em nó còn lắp cái tay cầm này còn ngoặt ngoà ngoặt kẹo, chưa cân này, chưa chưa vệ sinh cái tay ga các bạn nhé. Máy thì là này thì đã vệ sinh sạch sẽ rồi, nhưng mà cái phần ghi đông này thì là vì là để trong cái thùng riêng nên thường không rửa rửa cái này. Máy này thì nó khá là bền rồi, khỏe rồi, bền.
Đây, các bạn có thể thấy được cái chữ Made in Japan đấy nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thấy được Made in Japan không? Cái loại này là loại Nhật rồi nhá. Mẫu TL này là Nhật 100% luôn. Con nào cũng thế. Rồi, ok. Sau đây mình sẽ test tiếng nổ của máy cho các bạn tham khảo. Tối rồi mình sẽ giới thiệu qua qua thôi. Mình sẽ không ga mạnh thôi nhé, nó sẽ ảnh hưởng đến người khác. Đấy, nói chung là những máy này nó đều rất là khỏe, đều rất dễ lổ, rất là êm, dùng rất là sướng bọn này. Ai mà không quan tâm đến hình thức lắm ấy, thì chỉ quan tâm đến chất lượng không, thì chúng ta lựa chọn dòng này là quá hợp lý các bạn nhé. Chúng ta không cần đẹp mà chúng ta cần chất lượng thì Mitsubishi dòng TL là một sự lựa chọn tối ưu nhất rồi. Dòng 26cc này nếu thích hợp với lại những người lớn tuổi, phụ nữ, kể cả như là thanh niên khỏe mạnh thì cũng thể dùng ok. Đấy. Nếu như mà chúng ta mà có nhu cầu nó lớn hơn một chút, dùng nhiều hơn một chút thì chúng ta có thể lựa chọn cái loại TL33 nhé các bạn nhé, thì là công suất nó lớn hơn. Tuy nhiên TL26 này là cũng là khá là ok rồi, đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng gia đình và kể cả làm đồi làm rừng vẫn ok. Đấy. Về giá của sản phẩm ấy, thì là mình bán bọn này với giá 2,3 triệu các bạn nhé, 2,3 triệu một chiếc. Bạn nào thích chọn con nào thì chọn, nó đều như nhau hết, một loạt đều như nhau các bạn nhé, zin nguyên bản nhé các bạn nhé, zin hết chứ không có gì thay thế cả. 2,3 triệu một chiếc nhé. Mình có giao hàng toàn quốc. Các bạn mua hàng vui lòng đặt cọc cho mình 200.000. Số còn lại thì thanh toán khi nhận hàng. Bạn nào mà đặt cọc trên 300.000 ấy, chuyển khoản ấy, chuyển khoản trên 300.000 thì các bạn sẽ được bao ship nhé. Rồi ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.